Chương 01 Đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xong Ba sao quy, hoàn tất vung hoa Tần phong tuyệt vọng mắng to lão thiên gia, có thương mại dạng này chơi người sao? Vài ngày trước, hắn còn đang vì lão bản sang năm có thể lấy được tiểu lão bà mà cố gắng đánh ốc viết Nhưng ai biết rõ chẳng biết tại sao liền bị nấu lại tái tạo biến thành một cái ngay tại mẹ thai bên trong hèn mọn phát dục hài nhi. Góp nhặt mấy ngày tin tức phát hiện, cái này còn không phải hắn thế giới cũ, là cái tên là hoang cổ huyền huyễn thế giới. Yêu ma cùng tồn tại, tiên phàm hỗn hợp, đại năng giả có thể khai sơn đoạn sông, hồ phong hoáng vũ, quan sát thiên địa, một lời chấn cửu châu. Vốn cho rằng liền hắn loại này thường thường không có gì lạ, ném đến trên đường cái liền chó cũng không quay đầu lại, đi cái trình duyệt đều có thể ngộ nhập lạc lối cá ướp muối, sẽ ở loại này huyền huyễn thế giới sống không quá ba tập. Đáng kinh ngạc vui bây giờ tới quá đột nhiên, cha của hắn lại là tần gia gia chủ. Tần gia thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, thiên tài bối xuất, uy chấn hoang cổ. Có hoang cổ đệ nhất thế gia danh xưng Cường đại bối cảnh, nhưng hắn có thế tại hoang cổ đi ngang, không có chuyện gì, là hôn một tiếng cha không giải quyết được. Nếu có, liền lại hô một tiếng mẹ. Hắn vị này mẹ ruột địa vị cũng không nhỏ, là cái gì ba đại thánh địa một trong, Thái Bạch Tiên Sơn Thánh nữ. Nếu là kêu cha mẹ đều vô dụng, trong gia tộc còn có 10 vị lão tổ cấp bậc cao thủ tòa trấn, chỉ cần không trêu chọc tự mang nhân vật chính quan hoàng biến thái nhân vật chính, còn không phải nghĩ chơi như vậy cứ như vậy chơi. Còn nhân vật chính. Thật sự là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Tần Phong bắt đầu cảm thấy mình nhất định là nghĩ nhiều thế giới hiện thực làm sao lại có loại kia treo bức mấy đời người cố gắng không bằng mau đầu tiểu tử một trận kỳ ngộ thật sự là có đủ khôi hài nhưng ai biết rõ một giây sau hắn liền không cười được hôm nay cái kia vị chưa từng gặp mặt mẹ ruột cùng thường ngày uống xong một bát tần gia tỉ mỉ vì nàng điều phối tiên dịch này tiên dịch có được thần kỳ lực lượng uống nó có thế cường hóa tiểu bảo bảo tiềm lực uống càng nhiều tiềm lực liền càng mạnh vì có thể để cho tầng gia vị này tiểu bảo bảo xuất sinh liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên, tầng gia vì thế còn không tiếc sử dụng bí pháp trì hoãn hắn xuất sinh 100 năm, hiện nay đã 97 năm, lại có 3 năm liền có thể ra đời. Chỉ là hôm nay không đợi tầng phong bắt đầu hấp thu, tiên dịch liền hóa thành năng lượng bị cái gì đồ vật cho hấp thu, đối phương càng là vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trong cơ thể hắn năng lượng nhưng tinh thần của hắn lập tức liền quể oải so sánh với đời cùng bạn gái một chỗ 20 ngày còn mệt hơn, cũng làm cho hắn phát hiện nơi này cũng không phải là ở một mình hắn, còn có cái kinh khủng như vậy tiểu gia hỏa ở bên cạnh hắn. Nếu là chiếu hắn dạng này hiếp xuống dưới, không cần chín mấy ngày liền phải dê dê. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Tần Phong trong lòng cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ, muốn rời xa cái này kinh khủng quái vật. Nhưng bây giờ cứ như vậy lớn địa phương, hắn thật sự là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thể nội năng lượng bị một chút xíu hấp thu. Đúng lúc này, Tần Phong trong đầu vang lên một thanh âm, len ken, kiểm tra đến sự thi cấp thiên tuyển chi tử, hệ thống bắt đầu kích hoạt. Quái vật này chính là nhân vật chính. Tần Phong giống như kinh ngạc đến ngay người lão thiết, trong lòng không hiểu khủng hoảng bắt đầu. Mọi người đều biết, nhân vật chính người nhà là cái cao nguy chức nghiệp, không phải bị diệt khẩu mở ra kịch bản, chính là ảnh hưởng nhân vật chính tăng lên sức chiến đấu, cuối cùng xuống cái bị tế thiên hạ trang. Coi như có thế thành công cậu đến cuối cùng sống sót, cũng là bị vận mệnh vô tình đè xuống đất lặp đi lặp lại mà sát đến thể xác tinh thần đều mệt, từ đây lại khó mở ra hùng phong. Tự như là vì chứng thực tần phong phỏng đoán, hắn thế mà thấy được nhị đệ nhân vật chính quan hoàng thuộc tính. Sử thi cấp nhân vật chính quan hoàng Vạn năm khó gặp sử thi cấp nhân vật chính chuyên môn quan hoàng, không có bất luận cái gì đạo lý có thể giảng, đừng hỏi, hỏi chính là thiết lập. May mắn giá trị tăng thêm 9.999, ngộ tính giá trị tăng thêm 9.999, mức tiềm lực tăng thêm 9.999, mị lực giá trị tăng thêm 9.999, thân nhân đầu thai dẫn đầu 50% chú thích. Như gặp nguy cơ sinh tử, quan hoàng sẽ khởi động ngoài định mức tăng thêm. Ngoài định mức tăng thêm hiệu quả như sau may mắn giá trị ngoài định mức tăng thêm 9.999, ngộ tính giá trị ngoài định mức tăng thêm 9.999, mức tiềm lực ngoài định mức tăng thêm 9.999, mỹ lực giá trị ngoài định mức tăng thêm 9.999, thân nhân đầu thai dẫn đầu 99. 999, ngoạ tàu, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Tần phong nhịn không được bạo âm thanh nói tục, trong lòng càng là phát ra chuột chuỗi tiếng gào thét rõ ràng hắn mới là người xuyên Việt, làm sao nhị để thành nhân vật chính. Vậy hắn tính là gì? Nhân vật phản diện sao? Lên keng, kiểm tra đến túc chủ chính là thiên mệnh trùng phản diện, vũ trụ siêu cấp vô địch đại nhân vật phản diện hệ thống kích hoạt thành công. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Một vị nào đó đẹp trai trong lòng toát ra một cái to lớn ngoạ tàu. Làm nhân vật chính song bào thai thân ca ca đã đủ nguy hiểm, hiện tại còn muốn cho hắn làm thiên mệnh trùng phản diện, đây không phải điển hình đốt đèn lồng đi nhà vệ sinh tìm phân sao. Đồng thời, cũng không thể không suy nghĩ về sau nên làm cái gì. Không tham tài, không háo sắc, không thu đồ đệ, không lập giáo, có thế cậu không ra mặt, có thể trốn không cậy mạnh, phế vật thiên tài cũng không gây, mỹ nữ gặp nạn không muốn cứu, gặp được dịp lâm trần tiêu sở tần vương tô phương tuần đi vòng qua. Còn có điểm trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể kiệt 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 cười. Len Ken, tình bằng hữu nhắc nhở, căn cứ hệ thống đối túc chủ tính cách phân tích, túc chủ tham tài, háo sắc, yêu khoác lác, cộng thêm tao khí tận trời, hiển thị rõ nam nhi bản sắc, tuyệt đối sẽ không cam tâm ẩn cư, làm tu thân dưỡng tính người thành thật. Tần phong rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp miệng phun hương thơm bắt đầu. Mà tao, ngươi thương mại nói đùa cái gì, nói loại lời này lương tâm sẽ không đau không? ta từ nhỏ đã đặc biệt có ái tâm có được hay không nhìn thấy sát vách tiểu tỷ tỷ tắm rửa sẽ hảo tâm giúp nàng mở cửa sổ ra thông khí nhìn thấy sát vách lão vương không ở nhà sẽ giúp thay hắn chiếu cố lão bà gặp được không nhà để về tiểu tỷ tỷ sẽ cho nàng một cái mái nhà ấm áp bằng hữu cũng nói ta có thừa tướng chi tư có thể ta chỉ muốn làm cái nhà bên đại nam hài yên lặng trợ giúp các bạn hàng xóm sửa chữa cống thoát nước có thể tần phong mới vừa nói xong tự mình một phần mười ưu điểm chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm vang lên lần nữa len keng trùng phản diện tân thủ gói quà lớn cấp cho thành công len keng chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp quan hoàng đại đế chi tư len keng chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp công pháp tam thập tam thiên tạo hóa quyết len keng chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thoại cấp sử thi đạo cụ mát cấp tóc đỏ lão quái thể nghiệm vé đại đế chi tư thần thoại quan hoàng sử dụng sau đem thu hoạch được toàn bộ thuộc tính gấp 10 tăng thêm hiệu quả, chú thích. Sẽ căn cứ nguyên thủy thuộc tính tăng cường, điều chỉnh gấp 10 tăng thêm hiệu quả, tam thập tam thiên tạo hóa quyết. Thần thoại công pháp, đảng sinh tại vũ trụ nổ lớn, có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Mát cấp tốc đỏ lão quái thể nghiệm quyển. Thần thoại cấp sử thi đạo cụ, sử dụng sau vườn nghiệm mát cấp tốc đỏ lão quái vui vẻ, trấn áp thế gian hết thảy dám xưng vô địch, nói bất bại người, chú thích. Tiếp tục hiệu quả 24 giờ, làm lạnh thời gian 10 năm, Tần Phong sững sờ nhìn xem đạo cụ thuộc tính, đột nhiên cảm giác là nhân vật phản diện cũng không có gì. Là huynh đệ liền đến chặt ta. Không được. Hắn từ nhỏ tiếp nhận thế nhưng là tư tưởng nho gia, độc, luận ngữ, lớn lên đứng đắn quân tử, há có thể tự cam đọa lạc làm cái nhân vật phản diện. Hít, 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 liền thương mại biết rõ hít. Tần Phong phát hiện nhị để còn tại hít hắn năng lượng, hướng về phía mặt của hắn trực tiếp đạp mạnh một diô. Khổng tử nói. Quân tử không nặng thì không uy, chú thích. Quân tử đồng thủ liền cần phía dưới nặng tay, nếu không không cách nào dựng nên uy tín. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.